Sao lại có cái thước này vứt đâu không biết. Đấy, anh đã bóc máy rồi à? Từ từ đã bóc máy, em review cái máy bóc ra xem tình hình nào nè. Đấy, cờ đi nhá, con này là inverter này. Máy chín nhá. Ui dồi, kiểu dáng y như Daikin mới nhỉ. Điều khiển đây. Đấy, dán bằng dính cẩn thận nhá, kinh không. Ui dồi. Được đấy. Anh nột chuồng là não dỡ rồi. Ui dồi. Bây giờ này là Zew inverter nhá. Hàng thật, ui hàng này chất nhá, bằng cũng bây giờ là cũng bắt trước Caper rồi, vàng óng bằng đồng rồi, trời cạnh tranh lắm nhá, cuộc sống bây giờ nó phải cạnh tranh thế. Anh em phải chở từ Thủy Nguyên sang đây đấy, đây là An Dương, huyện An Dương, đấy, hai ốc đồng, cháu có lấy, đây là ốc vít của nó hay là cái gì nhỉ, lấy sâu lở của nó mà bắt anh ạ. Xong là cứ nắp đồ chuẩn xịn luôn, sướng. Có xong đỡ luôn. À tí mang cho em cái này về nhá, để em nghiên cứu cái này. Mà lỗi mà lung xem. À đây, à, chứ đồ không có thước rồi. À mất cái thước để đo khoảng cách từ đây. Hôm qua lại vứt đâu cái thước nhỉ, hay vứt ở giường nhà nó nhỉ mà. Chết, làm công trình này lại mất đồ công trình kia này. Anh lật máy ra, lật máy. Lật máy để em xem. Úi giời. Đặt đây. Úi dồi. Lưới nọc đâu? À, nó chỉ có lưới nọc ở bên trên này thôi, nó cải tiến rồi. À, bây giờ nó chỉ có lưới nọc ở bên trên này thôi, nó không còn lưới nọc ở đây nữa. Hay quá nhỉ, bây giờ không cần lưới nọc ở đây nữa. Bây giờ chỉ có chắn nước thôi, không biết chắn nước ở đâu. Nó không phát chắn nước mà nó để cái khay chắn nước ở đây. Hay là con này bị thiếu chắn nước trên này thôi. Gary. Anh ơi, chơi thằng này ra đây xem nào. Ờ thế lên đi, anh em mỗi tay một tay lên luôn này. Lên luôn này. Ui giời, nặng quá nhỉ. Để lên trên này xem nào. Mở cửa này ra này nào. Đây là phòng thờ. Nhà này đẹp đấy nhỉ, sợ riêng bộ cửa này ấy. Mấy chục quý chứ, kinh. Sợ nào không? Kinh nhỉ. Cửa đẹp nhỉ, nhìn cái cửa không thích này. Sướng. Đi này, ý ông cụ là vất sang đấy. Ý ông cụ là mình vất sang đây. Đấy. Vất sang, cứ để không để trệt ở đây thôi. Mình làm cái đế, mình làm chốc kê cao lên khoảng tầm 10 phân, lấy hai gỗ và gạch kiếp kê lên. Đế không phải làm gì à? Không phải cái đế thôi, không phải gà răng riếc gì. Răng riếc gì anh, có cái chuồng trại như thế này thì anh bảo là nó bay đi đâu được. Trộm cắp nào mà đi vào đây mà cắt. Sợ máy rung. Rung gì? Mình để chắc nó lót cao su cẩn thận cho nó rung cái gì? Cao su cẩn thận vào. Gì mà rung. Cả trên là dưới nha. Không thì xé. Nó có cái nô chỗ xé của nó. Nó có chỗ xé của nó cơ. Đấy, nó có chỗ xé của nó. Được rồi, xong rồi. Sạch bụng rồi. Mổ bụng. Đấy. Tập hộp ấy. À đây. Con này nó giống như đầy kín ấy. Còn cần phải mổ bụng luôn. Có khả năng là bỏ cái phập phồng này ra bác à. Đâu, để tao qua đi cho. Con này nó chỉ có cái này thôi. À, có khả năng là mình phải mua con này nắp vào nhà thôi. Ôi dồi ôi, à, mày cứ đỏ óng thế này. Đáng đồng tiền mất gạo ấy nhỉ. Được đấy. Mà bây giờ bảo hành cũng lâu hơn rồi đấy. Bảo hành 5 năm thế là ai kinh. Bảo hành bao nhiêu? Cái này bảo hành thì cái này ra đời mới à? Đời mới quá luôn ý. Mới nhất rồi đấy. Rồi đồng vôi đá thằng Nhật trước kia mẹ cái tivi trắng đen. Hỏng mãi không hỏng. Cầu mong mà hỏng nó không hỏng à. Chết nhỉ, sướng nhỉ. Đây, ốc lên đây là đủ đây, thế này đủ đây, ốc lên đây. Đủ rồi. Thế thôi. Bây giờ em nhảy sang đây rồi anh ấy rồi giải quyết đi. Đưa sang đi. Đưa sang luôn đi. Sang đi. Nhá, đằng
sao lại có cái thước này vứt đâu không biết. Đấy anh đã bóc máy rồi à, từ từ đã bóc máy, em review cái máy bóc ra xem tình hình nào nè. Đấy, cờ ri nhá, con này là inverter này. 9 chỉ máy 9 nhá. Ui giời. Kiểu dáng y như Daikin mới nhỉ. Điều khiển đây. Đấy. Dán bằng dính cẩn thận nhá, kinh không. Ui giời. Giờ đấy. Anh nột chuồng là não dỡ rồi. Úi giời. Bây giờ này là Zew inverter nhá. Hàng thật ui hàng này chất nhá, bằng cũng bây giờ là cũng bắt trước Caper rồi. Vàng óng bằng đồng rồi. Trời cạnh tranh lắm nha, cuộc sống bây giờ nó phải cạnh tranh thế. Yeah, anh em phải chở từ Thủy Nguyên sang đây đấy. Đây là An Dương. Huyện An Dương. Đấy, hai ốc đồng. Chốc nó lấy đây là ốc vít của nó hay là cái gì nhỉ? Ốc lấy sâu lở của nó mà bắt anh ạ. Sâu nở cứ nắp đồ chuẩn xịn luôn, sướng. Có sâu nở luôn. À tí mang cho em cái này về nhá, để em nghiên cứu cái này. Mà lỗi mà lung xem. À đây, à, chứ đồ không có thước rồi. À, mất cái thước để đo khoảng cách từ đây. Hôm qua này vứt đâu cái thước nhỉ? Hay vứt ở giường nhà nó nhỉ mà anh. Chết làm công trình này lại mất đồ công trình kia này. Anh lật máy ra, lật máy. Lật máy để em xem. Úi giời. Lật đây. Úi giời. Lưới nọc đâu? À nó chỉ có lưới nọc ở bên trên này thôi, nó cải tiến rồi. À, bây giờ nó chỉ có lưới nọc ở bên trên này thôi, nó không còn lưới nọc ở đây nữa. Hay quá nhỉ, bây giờ không cần lưới nọc ở đây nữa. Bây giờ chỉ có chắn nước thôi, không biết chắn nước ở đâu. Nó không phát chắn nước mà nó để cái khay chắn nước ở đây. Hay là con này bị thiếu chắn nước trên này thôi. Gary. Gary. Anh ơi, chơi thằng này ra đây xem nào. Ờ thế lên đi. Anh em mỗi tay một tay lên luôn này. Lên luôn này. Ui giời, nặng quá nhỉ. Để lên trên này xem nào. Mở cửa này ra này nào. Đây là phòng thờ. Nhà này đẹp đấy nhỉ. Sợ riêng bộ cửa này ấy. Mấy chục quý chứ, kinh. Sợ nào không? Kinh nhỉ. Cửa đẹp nhỉ, nhìn thấy cửa không thích. Sướng. Ý là ý ông cụ là vứt sang đấy. Ý ông cụ là mình vứt sang đây. Đấy. Vứt sang, cứ để không để trệt ở đây thôi. Mình làm cái đế, mình làm chốc nó kê cao lên khoảng tầm 10 phân đấy, hai gỗ hoặc là tải tiếp kê lên. Đế không phải làm gì à? Không phải cái cái đế thôi, không phải cả răng riếc nhỉ? Răng riếc gì anh, có cái chuồng trại như thế này thì anh bảo là nó bay đi đâu được. Trộm cắp nào mà đi vào đây mà cắt. Sợ máy là rung. Rung gì, mình để chốc nó lót cao su cẩn thận cho nó rung cái gì. Cao su cẩn thận vào gì mà rung. Cả trên là dưới nha. Không thì xé. Nó có cái nô chỗ xé của nó. Nó có chỗ xé của nó cơ. Đấy, nó có chỗ xé của nó. Rồi, xong rồi. Sạch bụng rồi. Mổ bụng. Đấy. Tập hộp ấy. À đây. Còn này nó cũng giống như đầy kín ấy. Còn cần phải mổ bụng luôn. Có khả năng là bỏ cái phập phồng này ra bác à. Đâu, để tao quay đi cho. Con này nó chỉ có cái này thôi. À, có khả năng là mình phải mua con này nắp vào nhà thôi. Ôi trời ơi, à, mày cứ đỏ óng thế này. Đáng đồng tiền mất gạo chứ nhỉ. Được đấy. À, bây giờ bảo hành cũng lâu hơn rồi đấy. Bảo hành 5 năm nữa là kinh. Bảo hành bao nhiêu? Cái này bảo hành thì mà cưới này là gì? Ra đời mới mà. Đời mới. Đời mới quá luôn đi. Mới nhất rồi đi. Rồi đồng vôi đá thằng Nhật trước kia mẹ cái tivi trắng đen. Hỏng mãi không hỏng. Cầu mong mà hỏng nó không hỏng à? Chết nhỉ, sướng nhỉ. Đây đây, ốc đây là đủ đây, là đủ đây. Ốc lên đây. Đủ rồi. Thế thôi. Bây giờ em nhảy sang đây rồi anh ấy rồi giải quyết đi. Đưa sang đi gì? Đưa sang luôn đi. Ừ, sang đi. Nhá, đằng này. Đây là công đoạn hút chân không đây các bạn ạ. Hút chân không nha.
Đấy. Mình đang hút chân không. Đấy. Máy đây. Máy này giờ đang để triệt xuống mặt đất, chốc nào phải kê lên. Đấy, gia cố cẩn thận. Đấy. Tắt đi không nào, bên kia nào. Oh.